Chào mừng quý vị và các bạn đến với Autobuy.vn, trang thông tin về ô tô và xe máy hàng đầu Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thị trường xe máy Việt Nam tháng 2 vừa qua đã chứng kiến sự sụt giảm của hàng loạt mẫu xe Honda hot nhất thị trường như SH, SH1 hay Wayanfa. Đây đã là tháng thứ hai liên tiếp giá xe máy Honda giảm mạnh với mức giảm cao nhất lên tới 4 triệu đồng mỗi tháng. Thông tin cụ thể về diễn biến này ra sao? Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết dưới đây. Theo khảo sát của Autobuy.vn, giá xe máy Honda tháng 2 năm 2017 tại các đại lý Honda ủy nhiệm giảm mạnh với hầu hết các mẫu xe ga và xe số. Trong đó, SH 2017 và SH1 là hai mẫu xe có mức giảm cao nhất, lên tới hơn 4 triệu đồng. Các mẫu xe còn lại là Blade, Super Dream, WRSX, PCX và MSX có giá bán không đổi so với tháng trước. Cụ thể, ở mảng xe số, Wayanfa 100 và Wayanfa 110 cùng giảm giá mạnh. Theo đó, giá Way Alpha 100 giảm 800.000 đồng xuống tròn 19 triệu đồng, nhưng giá bán vẫn cao hơn so với đề xuất 2 triệu. Way Alpha 110 thế hệ mới cũng giảm 700.000 xuống 18,3 triệu đồng. Tính chung cả tháng, Way Alpha 110 đã giảm từ 1 đến 2 triệu đồng so với ngày đầu bán ra thị trường và thấp hơn giá của Way Alpha 100 gần 1 triệu đồng. Mẫu xe số thứ hai có biến động giá trong tháng qua là Honda Future, khi giá mẫu xe này giảm 700.000 với cả hai phiên bản, FI, bản vành nan xuống 29,3 triệu, bản vành đúc xuống 30,3 triệu, cùng thấp hơn giá đề xuất 700.000 đồng. Ở mảng Sega, giá hai mẫu Sega phổ thông là Honda Lead và Honda Vision giảm từ 2 đến 500.000 đồng. Theo đó, Vision màu thường giảm 200.000 xuống 33,8 triệu, Vision màu đen giảm xuống 34,5 triệu, Lead cao cấp giảm 500.000 xuống 40,5 triệu, riêng bản tiêu chuẩn giá không đổi ở mức 38,5 triệu. Đáng chú ý, giá hai mẫu xe ga hot nhất của Honda là SH 2017 và SH 1 2017 rơi tự do trong tháng 2 với mức giảm lên tới hơn 4 triệu đồng. Cụ thể, Honda SH 1 2017 bản tiêu chuẩn và thời trang cùng giảm 1 triệu xuống tròn 55 triệu đồng, riêng bản cá tính giảm tới 1,4 triệu xuống 60,8 triệu đồng. Dẫu vậy, các mức giá bán S21 hiện vẫn cao hơn từ 3,5 đến 9,3 triệu đồng so với giá đề xuất của Honda Việt Nam. Trong khi đó, dù nguồn hàng khá khan hiếm về cả phiên bản và màu xe, nhưng Honda SH 2017 tiếp tục giảm giá mạnh từ 1,8 đến 4,3 triệu đồng các phiên bản. Giá bán ra dao động từ 70,7 đến 103 triệu đồng, cao hơn giá đề xuất của Honda Việt Nam từ 6,2 đến 13 triệu. Đặc biệt, mặc dù đang trong xu hướng giảm và lập đáy mới kể từ sau Tết Nguyên đán, nhưng tranh lệch giá bán SH 2017 giữa các đại lý Honda với nhau cũng lên tới gần 7 triệu đồng. Được biết, giá SH và SH1 liên tục được điều chỉnh giảm là do nhu cầu mua xe có phần chững lại, các đại lý buộc phải hạ giá để đẩy hàng ra thị trường. Dù nguồn xe nhận từ nhà máy Honda Việt Nam trong tháng 2 vừa qua thấp chỉ bằng khoảng 50 đến 70% so với tháng 1 năm 2017. Ở chiều ngược lại, giá Honda Airblade bất ngờ tăng nhẹ từ 300 đến 600 000 đồng cả 4 phiên bản. Giá bán ra cao nhất là Airblade bản sơn đen mờ 46,2 triệu, cao hơn giá đề xuất 6,2 triệu. Một mẫu xe Honda khác tăng giá là xe côn tay Winner 150 với mức tăng từ 500.000 đến 1,5 triệu đồng so với những ngày đầu sau Tết Nguyên đán giá bán ở mức phổ biến 38,5 đến 40 triệu đồng tại khu vực Hà Nội. Dẫu vậy, giá bán thực tế của Winner 150 vẫn thấp hơn giá đề xuất của Honda Việt Nam từ 5,5 đến 7,5 triệu. Và dưới đây là thông tin giá bán chi tiết của từng mẫu xe tại đại lý Honda ủy nhiệm trong tháng 2 năm 2017 theo khảo sát của autobuy.vn. Way Alpha 100, giá đề xuất 17 triệu đồng, giá đầu tháng 19,8 triệu đồng, giá cuối tháng 19 triệu, giảm 0,8 triệu đồng, cao hơn đề xuất 2 triệu. Way Alpha 110, giá đề xuất 17,8 triệu đồng, giá đầu tháng là 19 triệu đồng, giá cuối tháng 18,3 triệu, giảm 0,7 triệu đồng, cao hơn đề xuất 0,5 triệu. Blade Fanker, giá đề xuất 18,1 triệu đồng, giá đầu tháng 18,2 triệu, giá cuối tháng 18,2 triệu, cao hơn đề xuất 0,1 triệu. Blade phanh Đĩa, giá đề xuất 19,1 triệu đồng, giá đầu tháng và cuối tháng là 19,2 triệu đồng, cao hơn đề xuất 0,1 triệu. Blade Vành Đúc, giá đề xuất 20,6 triệu đồng, giá đầu tháng và cuối tháng là 20,3 triệu đồng, thấp hơn đề xuất 0,3 triệu. Super Dream giá đề xuất 18,7 triệu, giá đầu tháng và cuối tháng là 19,1 triệu đồng, cao hơn đề xuất 0,4 triệu. Super Dream mới giá đề xuất 19 triệu đồng, giá đầu tháng và cuối tháng là 19,5 triệu, cao hơn đề xuất 0,5 triệu đồng. WRSFI Fanker giá đề xuất 21,5 triệu đồng, giá đầu tháng và cuối tháng là 22,8 triệu, cao hơn đề xuất 1,3 triệu. WRX FI phanh đĩa, giá đề xuất 22,5 triệu đồng, giá đầu tháng và cuối tháng là 23,8 triệu, cao hơn đề xuất 1,3 triệu. WRX FI vành đúc, giá đề xuất 24 triệu đồng, giá đầu tháng và cuối tháng là 25 triệu đồng, cao hơn đề xuất 1 triệu. Future FI, giá đề xuất 30 triệu đồng, giá đầu tháng 30 triệu đồng, giá cuối tháng 29,3 triệu, giảm 0,7 triệu đồng, thấp hơn đề xuất 0,7 triệu. Future FI vành đúc, giá đề xuất 31 triệu đồng, Giá đầu tháng 31 triệu đồng, giá cuối tháng 30,3 triệu đồng, giảm 0,7 triệu đồng, thấp hơn đề xuất 0,7 triệu đồng. Vision, giá đề xuất 30 triệu đồng, giá đầu tháng 34 triệu, giá cuối tháng 33,8 triệu đồng, giảm 0,2 triệu và cao hơn đề xuất 3,8 triệu. Vision màu đen, giá đề xuất 30 triệu đồng, giá đầu tháng 35 triệu, giá cuối tháng 34,5 triệu, giảm 0,5 triệu, cao hơn đề xuất 4,5 triệu lít 125 bản tiêu chuẩn, giá đề xuất 37,5 triệu đồng. Giá đầu tháng và cuối tháng là 38,5 triệu, cao hơn đề xuất 1 triệu đồng. Lít 125 bản cao cấp, giá đề xuất 38,5 triệu đồng. Giá đầu tháng 41 triệu, giá cuối tháng 40,5 triệu, giảm 0,5 triệu đồng, cao hơn đề xuất 2 triệu. Airblade thể thao, giá đề xuất 38 triệu đồng, giá đầu tháng 41 triệu đồng, giá cuối tháng 41,5 triệu, tăng 0,5 triệu và cao hơn đề xuất 3,5 triệu iPad bản cao cấp, giá đề xuất 40 triệu đồng, giá đầu tháng 42,5 triệu, giá cuối tháng 43,1 triệu, tăng 0,6 triệu đồng và cao hơn đề xuất 3,1 triệu. iPad Sơn M, giá đề xuất 40 triệu đồng, giá đầu tháng 46,2 triệu, giá cuối tháng 46,5 triệu, tăng 0,3 triệu đồng, cao hơn đề xuất 6,5 triệu. iPad Sơn tự tính, giá đề xuất 41 triệu đồng, giá đầu tháng 43,5 triệu, giá cuối tháng 44 triệu, tăng 0,5 triệu và cao hơn đề xuất 3 triệu đồng. Winner 150 bản thể thao, giá đề xuất 45,5 triệu đồng, giá đầu tháng và cuối tháng là 39 triệu, thấp hơn 6,5 triệu đồng. Winner 150 bản cao cấp, giá đề xuất 46 triệu đồng, giá đầu tháng và cuối tháng là 39 triệu đồng, thấp hơn 7 triệu. S21 tiêu chuẩn, giá đề xuất 51 triệu đồng, giá đầu tháng 56 triệu đồng, giá cuối tháng là 55 triệu, giảm 1 triệu đồng, cao hơn đề xuất 4 triệu. S21 thời trang, giá đề xuất 51,5 triệu đồng, giá đầu tháng 56 triệu. Giá cuối tháng 55 triệu, giảm 1 triệu đồng và cao hơn đề xuất 3,5 triệu. S21 cá tính, giá đề xuất 51,5 triệu, giá đầu tháng là 62,2 triệu, giá cuối tháng 60,8 triệu, giảm 1,4 triệu đồng, cao hơn đề xuất 9,3 triệu. PCX tiêu chuẩn, giá đề xuất 52 triệu, giá đầu tháng và cuối tháng là 50 triệu, thấp hơn 2 triệu đồng. PCX cao cấp, giá đề xuất 55,5 triệu, giá đầu tháng và cuối tháng là 53,5 triệu, thấp hơn 2 triệu. SX 125 giá đề xuất 60 triệu đồng, giá đầu tháng và cuối tháng là 56 triệu đồng, thấp hơn đề xuất 4 triệu. SH 125 phanh CBS, giá đề xuất 68 triệu đồng, giá đầu tháng là 77,5 triệu, giá cuối tháng là 75,7 triệu, giảm 1,8 triệu đồng, cao hơn đề xuất 7,7 triệu. SH 125 phanh ABS, giá đề xuất 76 triệu đồng, giá đầu tháng là 86,5 triệu, giá cuối tháng là 82,2 triệu, giảm 4,3 triệu đồng, cao hơn đề xuất 6,2 triệu. SH 150 phanh CBS giá đề xuất 82 triệu đồng, giá đầu tháng là 95 triệu, giá cuối tháng 92,5 triệu đồng, giảm 2,5 triệu, cao hơn đề xuất 10,5 triệu đồng. SH 150 phanh ABS giá đề xuất 90 triệu đồng, giá đầu tháng là 107 triệu, giá cuối tháng 103 triệu đồng, giảm 4 triệu, cao hơn đề xuất 13 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, Video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Autobuy.vn. Hãy đăng ký kênh Autobuy.vn để luôn cập nhật những thông tin thú vị nhất về thị trường ô tô xe máy Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.